Xin chào tất cả các bạn, mình là Nguyễn Thế Đức. Mình hiện tại đang làm quản lý của siêu thị lẩu và nướng tại địa chỉ là tầng 1, số 107 Điện Biên Phủ, thành phố Hải Phòng. Đây là mô hình hoàn toàn mới, đem lại trải nghiệm mới. Hiện tại với hơn 100 đồ cho lẩu và nướng, cùng với đó là hải sản, tươi sống, các loại thịt đã được tẩm ướp và chế biến. Và các bạn có thể lựa chọn đồ theo sở thích của mình với set combo hoặc là các món tự chọn. Và ngoài ra thì mình sẽ có được đa dạng sự lựa chọn 4 vị nước lẩu, bao gồm lẩu Tứ Xuyên, lẩu Thái, lẩu chua cay và lẩu nấm, với mức giá rất phải chăng, chỉ từ 55.000 đồng thôi.